Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày. Kim Kardashian xinh đẹp đi chơi golf cùng em gái trong ngày nắng đẹp. Kim Kardashian gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng khi đi chơi golf cùng em gái trong ngày nắng đẹp ở Los Angeles vừa qua. Kim Kardashian cùng em gái khoe vui vẻ đi chơi đánh golf trong ngày nắng đẹp 8/1 ở Los Angeles. Cô Kim siêu vòng 3 buộc tóc gọn gàng, tự tin, để mặt mộc và mặc set đồ màu trắng tinh tế khi ra sân. Trong khi đó, khoe Kardashian lại mặc trang phục màu đen, đối lập với gu thời trang của chị gái. Hai chị em thoải mái trò chuyện, trao đổi với nhau trước khi bước vào cuộc chơi. Kim Kardashian thể hiện những động tác chơi golf đầy chuyên nghiệp. Ngôi sao truyền hình thực tế gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo. Cùng vóc dáng đồng hồ cắt nóng bỏng, gợi cảm. Bà Kris Jenner cũng đến sân golf cùng các con. Người đẹp liên tục kiểm tra điện thoại khi nghỉ giải lao. Chúng tôi tôn trọng ý kiến cá nhân của bạn, hãy bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.